Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nhận lệnh từ Nguyễn Phú Trọng, Ngô Xuân Lịch bất ngờ thay 12 tướng lĩnh Bộ Tổng Tham mưu, chuyện đồng trời đang diễn ra ở Bộ Quốc phòng. Nguyễn Phú Trọng trưởng ban tiểu ban nhân sự Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng để những người không đủ tiêu chuẩn vào cương vị lãnh đạo là tai họa của Đảng, tạo điều kiện cho họ càng hại nước hại dân nhiều hơn theo ông nguyễn phú trọng thì nhân sự bộ chính trị ban bí thư và nhân sự lãnh đạo chủ chốt cần làm sau khi làm nhân sự ban chấp hành trung ương ông cảnh báo chống và các biểu hiện tham nhũng là yếu tố hàng đầu của ông nguyễn phú trọng quay trở lại về vấn đề cơ cấu nhân sự quân đội ông nguyễn phú trọng đã hết sức đề cao cảnh giác khi lựa chọn phe của mình nằm giữa các vị trí cấp sư đoàn trở lên được biết trong nhiều năm nay gần đây vấn đề liên quan đến quân sự thực hiện đạo chính là yếu tố khiến cho ông Nguyễn Phú Trọng thực sự lo ngại và điều đó là nguyên nhân ông Nguyễn Phú Trọng luôn ra sức kêu gọi sự trung thành tuyệt đối của phía quân đội dành cho Đảng Cộng sản của ông. Việc điều chuyển 12 nhân sự cao cấp của Bộ Quốc phòng trong Bộ Tổng tham mưu nằm trong dự tính của Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị cho thềm Đại hội 13 không bị xáo trộn hay có bất cứ những yếu tố rủi ro nào hết. Được biết, trong những năm gần đây, quân đội liên tục tiến hành cải tổ để thành trừng hành loạt các phe nhóm được cài cắm từ thời của đời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chắc chắn việc lựa chọn và thay thế các nhân sự cao cấp trong ngành quân đội sẽ dẫn đến một hệ quả tất yếu, đó là cài của Nguyễn Phú Trọng thao túng chính trường và thao túng quân đội. Toàn bộ những diễn biến như vậy đã cho chúng ta thấy rằng sự khốc liệt vô cùng ghê gớm trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ngay trước thềm đại hội lần thứ 13 của Đảng đang tiến tới gần. Liệu rằng những nhân sự tham gia đảm nhiệm công tác nêu trên có phải là người của Nguyễn Phú Trọng ra sức trung thành với Trung Quốc hay không? Trong một động thái gây hết sức gây chú ý trong trước thềm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là việc điều động hàng loạt các tướng tá quân đội trong bộ tổng tham mưu, Cụ thể, theo phản ánh của các thông tin truyền thông chính thức vào ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị triển khai các quy định về công tác đảng, công tác cán bộ. Cụ thể, dưới sự chủ trì của Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Quân sự Quân khu 3, đã tổ chức hội nghị bàn giao chức danh hiệu trưởng nhà trường, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tá Trần Minh Tuấn, nguyên hiệu trưởng trường quân sự quân khu 3 được điều động bổ nhiệm chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng. Đại tá Trịnh Văn Ngọ, nguyên ủy viên Phó chủ nhiệm chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng giữ chức hiệu trưởng trường quân sự quân khu 3. Phát biểu chỉ đạo hội nghị bàn giao đồng chí tư lệnh quân khu ghi nhận đã biểu dương những nỗ lực phấn đấu vươn lên của đại tá Trần Minh Tuấn, nhất là trong chức vụ giữ cương vị hiệu trưởng trường quân sự. Trung tướng Vũ Hải Sản mong muốn trên cương vị mới, đại tá Trần Minh Tuấn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực cố gắng để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với đại tá Trịnh Văn Ngọ, Tư lệnh quân khu 3 yêu cầu trên cương vị mới, đồng chí cũng cùng với tập thể cần phải thực hiện tốt công việc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên đáng gây chú ý hơn là vào ngày hôm nay Bộ Quốc phòng Việt Nam đã điều chuyển nhân sự cấp Bộ Tổng tham mưu. Theo đó Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa có quyết định điều động phó tham mưu trưởng quân khu 1 về Bộ Tổng tham mưu. Thiếu tướng Nguyễn Quang Bảo, phó tham mưu trưởng quân khu 1 vừa được Bộ Quốc phòng Việt Nam điều về Nam Bộ nhậm chức vụ phó cục trưởng cục nhà trường. Bộ Tổng Tham mưu liên quan đến công tác phòng chống về đất Vũ Hán của Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Trần Đơn nêu rõ rằng Tổng cục cũng như cơ quan thông tấn báo chí quân đội đẩy mạnh tuyên truyền giúp cho bộ đội và nhân dân nhận ra được sự nguy hiểm của con virus này. Trong hội nghị trao quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp Bộ Quốc phòng vừa được tổ chức tại Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1, đây là sự kiện hết sức quan trọng liên quan đến công tác cán bộ tại Bộ Tư lệnh Bộ Tổng Tham mưu. Trong sự kiện này, tư lệnh quân khu 1 Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thái thay mặt cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao quyết định của Bộ Quốc phòng điều động bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo, người đang giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng quân khu 1 về nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Tổng Tham mưu đảm nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Nhà trường. Cùng với quyết định bổ nhiệm Phó Tham mưu trưởng quân khu 1 về làm Tổng Tham mưu, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái còn trao các quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 cho những cán bộ được điều động thời gian nhiều và kéo dài, nhiều và giữ chức vụ trong đó. Quyết định nhân sự cán bộ của Bộ Quốc phòng, quân lệnh điều động bổ nhiệm 12 đồng chí vào các vị trí lãnh đạo quân khu, các bộ chỉ huy và sư đoàn. Cụ thể, các vị trí mới được bổ nhiệm lần này gồm hai ông Phó Tham mưu trưởng quân khu 2, một chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Cạn, một Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, một Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, một Tham mưu trưởng Sư đoàn 3, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3. Ngoài ra còn có 3 ông được bổ nhiệm vào các vị trí là Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang, Phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn. Bộ Quốc phòng cũng ra quyết định cho phép một người được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 cho biết lãnh đạo Bộ Quốc phòng chúc mừng các cán bộ được điều động bổ nhiệm kéo dài thời gian công tác trong đợt này. Ngoài ra Bộ Quốc phòng đồng thời cũng chỉ đạo kế hoạch công tác bàn giao nhanh chóng gọn nhẹ trong điều kiện virus Vũ Hán đang diễn ra hết sức phức tạp trên thế giới cũng như ở Việt Nam hiện nay. Nhấn mạnh tại buổi lễ công bố quyết định nhân sự cho do Bộ Quốc phòng Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 yêu cầu trên cương vị mới cho cán bộ cần tiếp tục tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần, yêu thương đồng chí đồng đội. Tướng thông nhấn mạnh tất cả phải giữ mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và toàn thể đơn vị phát huy vai trò trách nhiệm xây dựng cán bộ cơ quan vững mạnh toàn diện và hoàn thành thắng lợi các đơn vị đảng và nhà nước giao phó. Trong một số các thông tin có liên quan thì việc điều động 12 cán bộ cao cấp của Bộ Quốc phòng có liên quan đến công tác nhân sự do ông Nguyễn Phú trọng sắp xếp ngay trước thềm đại hội 13. Được biết trong thời gian gần đây ông Nguyễn Phú trọng xuất hiện và luôn đòi hỏi việc cải tổ trong vấn đề nhân sự kế cận trước đại hội 13. Tuy nhiên, việc lựa chọn nhân sự ông Nguyễn Phú Trọng vẫn quan trọng đức hơn là tài. Trong một bài viết có tựa đề Một số vấn đề cần được quan tâm đặc biệt trong công tác chuẩn bị nhân sự của đại hội 13 của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng được đăng trên nhiều kênh truyền thông của Việt Nam hôm 26 tháng 4. Công tác con người được lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh sau 3 ngày ông phát biểu tại Hội nghị Bộ Cán bộ Toàn quốc hôm 23 tháng 4 và Ban Bí thư chỉ đạo cho tiến hành trở lại Đại hội cấp cơ sở. Sau hơn 3 tuần phải tạm dừng để tập trung kiểm soát dịch virus Vũ Hán. Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh, Tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ xảy ra tại nhiều nơi và thiếu những cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên lĩnh vực. Một số cán bộ lãnh đạo quản lý trong đó có cán bộ cấp cao, thiếu gương mẫu uy tín phẩm chất năng lực vướng vào tham nhũng lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cực và lợi dụng sơ hở trong cơ chế chính sách luật pháp cố ý làm trái để trục lợi làm thất thoát vốn và tài sản của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo pháp luật. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Một số cán bộ đã bị xử lý hình sự trong bài viết ông trọng đã viết tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch chạy luân chuyển chạy phiếu bầu chạy bằng cấp chạy khen thưởng chạy danh hiệu chạy tội làm việc gì cũng giữ chút gì cũng tính đến quyền lợi và bổng lọc cho cá nhân và gia đình trước nhất quên cả thanh liêm và danh dự ông Trọng đề nghị trong thời điểm chuyển giao thế hệ cũ và thế hệ mới đào tạo từ nhiều nguồn nhiều nước có các thể chế chính trị khác nhau nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh về điều ông gọi là những biểu hiện đáng lo ngại về tình hình tư tưởng trong đảng và tâm trạng trong nhân dân theo đó tham nhũng tiêu cực trong bộ máy cán bộ đảng viên công chức mới chỉ bước đầu được ngăn chặn và đẩy lùi mà thôi. Đảng sắp lựa chọn nhân sự đội ngũ cán bộ ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư nhất là cán bộ chủ chốt thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ to lớn mà lịch sử giao phó. Ông trọng hỏi và đề cập đến các tiêu chí giới thiệu lựa chọn nhân sự mà ông cho rằng vô cùng quan trọng vì Ban chấp hành Trung ương khóa 13 theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải là người có đức, có tài, trong đó có đức làm gốc. Ông mượn câu thơ của truyện Kiều của Đại thi Hào Nguyễn Du, chữ tầm kia mới bằng 3 chữ tài để nói về điều này. Trong số các vấn đề khuyết điểm của cán bộ hiện nay nổi lên chính là việc tham nhũng và lợi ích nhóm được nguyễn phú trọng đề cập đến trong bài viết và tổng bí thư cảnh báo về thành phần cơ hội chính trị tham vọng quyền lực su nịnh chạy trọt ông trọng mô tả các đối tượng kê khai tài sản không trung thực có biểu hiện giàu nhanh nhiều nhà nhiều đất nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ ràng được nguồn gốc hoặc là vợ chồng con cái có lối sống thiếu gương mẫu và có liên quan đến nhiều nhà nhiều đất và nhiều tài sản bất minh Đặc biệt là ông Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban tiểu ban nhân sự Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng để những người đó không đủ tiêu chuẩn vào cương vị lãnh đạo là tai họa cho Đảng, tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn. Theo ông Nguyễn Phú Trọng thì nhân sự bộ chính trị, ban bí thư và ban nhân sự lãnh đạo chủ chốt cần làm sau khi làm nhân sự ban chấp hành trung ương. Ông cảnh báo chống các biểu hiện tham dũng là yếu tố hàng đầu của ông nguyễn phú trọng quay trở lại với vấn đề cơ cấu nhân sự của quân đội ông nguyễn phú trọng đã hết sức đề cao cảnh giác khi mà lựa chọn phe của mình nằm giữa các vị trí cấp sư đoàn trở lên được biết trong nhiều năm gần đây vấn đề liên quan đến quân sự thực hiện đảo tránh là yếu tố khiến cho ông nguyễn phú trọng cực kỳ lo sợ và có lẽ đó là điều ông lo sợ hàng đầu đó là nguyên nhân mà Nguyễn Phú Trọng luôn ra sức kêu gọi sự trung thành tuyệt đối của phía quân đội dành cho đảng của ông. Việc điều chuyển 12 nhân sự cao cấp trong Bộ Quốc phòng, trong Bộ Tổng cục Tham mưu nằm trong dự tính của Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị cho thềm đại hội lần thứ 13 không bị xóa trộn hay có bất cứ những yếu tố rủi ro nào hết. Được biết, trong những năm gần đây, quân đội liên tục tiến hành cải tổ để thanh trừng hàng loạt các phe nhóm được cài cắm từ Thời của ông Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn việc lựa chọn và thay thế các nhân sự cao cấp trong ngành quân đội sẽ dẫn đến một hệ quả tất yếu, đó là cài người của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào thao túng chính trường và thao túng quân đội. Toàn bộ những diễn biến như vậy đã cho chúng ta thấy rằng sự khốc liệt vô cùng ghê gớm trong nội bộ ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ngay trước thềm đại hội 13 của Đảng sắp diễn ra vào được dự tính sẽ được diễn ra vào quý 1 năm 2021 tới đây. Liệu rằng những nhân vật và sự tham gia đảm nhiệm các công tác nêu trên có phải là người cùng với phe của Nguyễn Phú Trọng ra sức trung thành với Bắc Kinh hay không? Xin xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi